thực chất để nói về kỹ năng để bắt một con rắn ấy, nó rất là khó để nói. Bắt đầu là làng cũng có cái nghề nuôi rắn này là cũng được khoảng độ hơn 200 năm nay. Em chào chị, em tên là Long, Nguyễn Văn Long, là quản lý của nhà hàng Nguyễn Văn Dực, cũng là một trong các nhà hàng nổi tiếng về rắn ở làng nghề lệ mật truyền thống về rắn, cũng khá là lâu đời. Lúc đầu thì là làng nuôi rắn là để làm thuốc, để chữa bệnh. Còn sau đấy là cũng được hơn 20-30 năm nay đổ về đây, thì bắt đầu làng mới sử dụng rắn để chế biến thành ẩm thực. Thì và bắt đầu từ đấy thì bắt đầu là mọi người biết đến làng rắn Lệ Mật là làng ẩm thực. Thường thịt rắn này là nó có một cái rất là đặc biệt. Nó ăn, tức là khi mình ăn nó có cái độ giòn, độ sần sật. Nó lại gần như là không giống cái dòng thịt khác. Và thông thường thì sẽ có là cái món thịt rắn xào lăn. Món thịt rắn xào lăn là được chế biến trực tiếp từ, tức là khi mình bóc thịt ra mình xào, và cái đồ thứ nhất là mình được cái độ tươi của nó nữa, mình lên đây ăn là rất là ngọt thịt. Còn có cái món da rắn chiên giòn, nó lại có một cái đặc điểm khác, nó rất là giòn, nó giòn hơn cả bánh đa, và nó có độ thơm và độ bùi của nó, cũng như là chả lá lốt hoặc nem rắn, tất cả mọi thứ, tức là nó mỗi cái nó có một cái gì khác nhau. Đây là rượu tiết rắn, được sử dụng để khi mình dùng nó rất là tốt cho vấn đề về đau đầu ấy ạ. Nhưng khi nhiều người là muốn thử một cái gì đấy mới thì họ đều có một cái sự lo lắng. Oh man, okay, I don't know if I can handle this. Cái mà để khách an tâm thì nghĩ là từ lúc thành lập nhà hàng đến giờ là cũng hơn 20 năm. Thì đấy là cái minh chứng rõ ràng nhất. Đấy sẽ là một cái minh chứng rõ ràng nhất với cái mọi người đến đây là lần đầu tiên để thưởng thức ngày mọi người. Alright. Yo. This literally tastes like vodka.